Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tiểu Vũ, tỷ tỷ. Ơi, đừng mà. Ta cho. Dừng lại cho ta. Tiểu Vũ, nghe điện thoại đi. Đại ca. Đại ca, của hình kém vậy, có sao hay không? Có phải là do mình tự ý đưa đại trưởng lão tới đây làm Hải Thần đại nhân tức giận rồi không? Ta không có sao, cô đó về thăm nhà sao không ở thêm vài ngày? Cái đó à, người nhà của ta có chuyện muốn tìm huynh trưởng thương lượng, người nhà của cô. Chào Trần công tử, ta là đại ca của Thiên Tầm, ngài cứ gọi ta là lão bá. Ấy Hải Thần đại nhân, giả làm phàm nhân thực là không chê vào đâu được. Nếu không phải là công chúa nói rõ trước đó thì mình cũng bị qua mặt. Ồ, lão Thiên Bá huynh, huynh muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Đại trưởng lão thực sự là có thể thuyết phục Hải Thần đại nhân hay sao? Thiên Tâm nói Trần công tử đang tìm Hải Linh Ngọc. Không phải quá trùng hợp hay sao? Dân biển chúng tôi đời đời lấy việc thu thập Hải Linh Ngọc để mưu sinh. Nói dối cũng là vì sinh tồn của hải tộc, hải thần ngài nhất định là có thể thông cảm. Tốt quá rồi, mọi người có bao nhiêu Hải Linh Ngọc, ta lấy hết. Chúng ta cứ giao dịch theo giá thị trường. Ý của hải thần quả nhiên là không muốn giữ chúng ta lại hầu hạ bên mình. Không giấu gì ngài, khoáng mạch si quyệt ở trong tay của chúng tôi đã là lỗ Hải Linh Ngọc cuối cùng rồi. Nó liên quan đến đến sinh kế và phát triển của toàn tộc chúng ta trong tương lai. Nếu tùy tiện bán đi, tộc nhân chúng ta sau này biết sống thế nào? Ý của huynh là muốn ta sắp xếp công việc cho mọi người mới bán lại cho ta. Những cao thủ này sao lại cách xa chúng ta rồi? Chẳng lẽ mình chọc giận hải thần rồi sao? Ừm là gì? Là muốn giết mình hay là muốn diệt cả hải tộc? Người làm người ấy chịu. Người nào làm người ấy chịu, không thể nào liên lụy đến tộc nhân. Mình liền tự sát trước mặt của hải thần đại nhân, khẩn cầu sự tha thứ của ngài ấy. Hải thần đại nhân, ta liền. Giá cả thu mua của Hải Linh Ngọc vẫn là theo như ta vừa lấy. Còn về tộc nhân các người, nếu như đồng ý, có thể ở lại chỗ ta làm việc. Chỗ ta chắc chắn là dễ khai khoáng hơn so với dưới biển. Đa tạ Trần công tử. Sống rồi ấy, một nam nhân sao lại dễ xúc động rơi lệ như thế chứ? Đại tráng, ngươi qua đây, ta có việc cho ngươi. Ơi, tới đây. Đại tráng, phải tăng tiền lương cho công nhân của thôn địa cầu, chế độ nghỉ hưu cũng phải hoàn thiện. Lời của Thiên Bá đã nhắc nhở mình, làm việc ở thôn địa cầu cần phải hiểu biết kiến thức về hiện đại hóa. Đối với công nhân, chi phí học tập là ngoài định mức, mức độ đãi ngộ không thể nào giống với công nhân bình thường. Ôi mẹ ơi, lại nâng cao nữa. Chúng ta có thể bay lên luôn đó. Trần công tử, ngài nghỉ hưu mà ngài nói. Nghỉ hưu mà ngài nói là cái gì vậy? Chính là công nhân làm đủ 5 năm, sau 60 tuổi không cần phải lao động, nhưng vẫn được phát tiền lương và đãi ngộ như cũ. Năm 8 tuổi, năm 7 tuổi. Ấy, vậy người chưa làm đủ 5 năm, nhưng đủ 60 tuổi thì sao? Vậy thì chỉ phát 1 năm tiền lương, làm tiền nghỉ hưu mà thôi. Ý gì vậy? Trần công tử muốn vứt bỏ chúng ta. Làm sao đây? Chúng ta không dễ gì mới theo được cao nhân. Ơi, ta biết các người rất gấp, nhưng các người chớ vội nghe ta giải thích. Cái gì? Trên tường ở trong thư phòng của cao nhân có dán một bức tranh chữ: Động trung phượng nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên. Động ý là phúc địa động tiền. Với lai lịch của cao nhân, ta suy đoán đó chỉ là địa cầu. Câu thơ này nói với chúng ta rằng
Một nghìn năm của đại nục thần võ chẳng qua chỉ là một ngày trên địa cầu mà thôi. 60 tuổi mà Trần Công Tử nói, thực ra là 2.100 vạn tuổi. Tiểu Vũ tỷ tỷ, cao nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tính theo tuổi ở trên địa cầu thì Tiểu Phàm là 20 tuổi. Ây, thì ra hắn lại là lão quái vật đã sống trăm vạn năm. Đối với ta, tuổi tác và tu vi của Tiểu Phàm đều không quan trọng. Người ta nhận định là hắn. Tiểu Vũ, nàng tới rồi, chúng ta bắt đầu cắt băng nhé, được. Phúc khí này vẫn là để cô ấy hưởng một mình đi. Sẵn sàng hay chưa? 1, 2. Đại lục Thiên Nguyên, trong phòng khách. Chuyện gì thế này? Giám sát bị ngắt rồi. Kẻ này là hắn, chính là cho quỷ của hắn. Theo lý mà nói, người cấp thấp hơn không thể nào can thiệp tới giám sát của người cấp cao hơn. Xem ra hắn rất nguy hiểm. Phải lập tức tổ chức đế cảnh. Không, tổ chức một nô cường giả, phẩm cấp nghịch thiên, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước.